ở đây. Trên cái mảnh sàn là có lỗ sàn. À, lỗ sàn là rất nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ, chứ không phải một lỗ duy nhất. Đây là cánh bướm nhỏ nè các bạn. Thấy không? Trên đây mình sẽ có cái lỗ là lỗ ống thị giác. Lỗ ống thị giác này nó sẽ mở vô cái ổ mắt. Thấy không? Đây là cánh bướm lớn. Giữa cánh bướm nhỏ và cánh bướm lớn mình thấy có cái khe không? À, khe ổ mắt trên nó cũng mở vô con mắt mình. Trên đây là cánh bướm lớn nè, thì có ba lỗ: lỗ tròn, lỗ bầu dục, lỗ gai. Từ lỗ gai này các bạn thấy có những cái rãnh nè để động mạch màng não giữa nó chạy nè. Đây là cái phần đá xương thái dương, mặt này mặt trước, mặt này mặt sau. Mặt sau mình sẽ tìm thấy được lỗ tai trong. Đây là lỗ tai trong, lỗ tai trong. Rồi phía dưới lỗ tai trong đó, mình thấy có một cái lỗ to to chỗ này nè. Cái lỗ này là cái tận hết của cái rãnh này. Cái rãnh này là rãnh xoan sigma, nó tận hết ở đây. Vậy đây là lỗ tĩnh mạch cảnh. Rồi bên cạnh nữa các bạn thấy có một cái lỗ nữa. Cái lỗ này lỗ thần kinh hạ thiệt. Thiệt là lưỡi á. Chữ thiệt nó có nghĩa là cái lưỡi lỗ đó. Cái thần kinh hạ thiệt là nó đi dưới lưỡi, nó vận động với các cơ. Được không? Rồi cái lỗ này tìm dễ nhất là tìm đây nè. Đây là hai cái lòi cầu chậm, đây là lỗ lớn. Phía trước hai lòi cầu chậm mình chọn cái cây vô đây, mở vô cái này xong. Rồi đủ bộ số lỗ tai ngoài. Cái lỗ tai ngoài đâu?